Xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Merida Discovery 600 và mẫu xe Touring giá rẻ và được trang bị một cấu hình Shimano Alivio và trên là Shimano Atus. Đây, em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Về phần khung của chiếc xe thì chiếc xe có một phần khung được cấu tạo từ nhôm, nhôm siêu nhẹ. Mẫu Touring rất là phù hợp với các bác đi tập thể dục hàng ngày, đi trong phố. 6,8 triệu. 6,8 triệu mà được một cấu hình Alivio đồ Shimano. Đấy, rất là ngon. Đấy, gạt đĩa trên là Shimano Atus, đùi đĩa Chovati. Về phần trên tay lái thì trang bị một bộ phanh và tay bấm Shimano. Bánh 700C, máy Joytech. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, gióng ngang từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Thì chiếc xe này có cái size là từ cho bác từ 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Vào phần chuyển động, và chiếc xe được trang bị bộ lift 8 tầng cùng với cả 3 tầng đĩa, có 24 tốc độ. Đấy, chuyển động thì rất là mượt mà. Một chiếc Touring để cho các bác có thể đi tập thể dục trong phố hàng ngày, mức giá là 6,8 triệu, bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.